Vâng, các bạn ạ, xin cảm ơn các bạn đã tín nhiệm những cái sản phẩm mà tôi giới thiệu trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì đây là một sản phẩm đó đất nhé, đất Thủ Kiệt ở đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Lô đất này thì đã sạch sẽ như các bạn nhìn thấy trên hình ấy, nó nằm trong kiệt 131 đường Dũng Sĩ Thanh Khê với diện tích 52 mét vuông mà giá chỉ có 1 tỷ 650 triệu. Vâng, đó là sự thật. Mời các bạn hãy liên lạc với tôi để xem lô đất này. Giá rất hợp lý, giữa trung tâm rất gần biển và thuộc về khu vực có thể nói là tiềm năng. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chú ý theo dõi của quý vị các bạn, và xin quý vị các bạn đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích của video clip này đến những người khác cùng quan tâm, cũng như đừng quên đăng ký kênh và bật chế độ bật chuông để thường xuyên nhận được các cái thông tin mới nhất trên kênh YouTube của tôi.